cho quý vị vừa theo dõi xong và cũng như vừa chiêm ngưỡng xong tượng Phật bằng vàng ở ngôi chùa Wat Pho, rất là đẹp đúng không thưa quý vị? Tuy nhiên chiêm ngưỡng tượng Phật, tuy nhiên thấy vào đây rồi đúng là thật là ở Thái Lan Phật giáo là quốc giáo quả thật không sai, vì họ tín ngưỡng và họ coi trọng Phật giáo rất là nhiều. Và thưa quý vị, tượng Phật này tuy nhiên được biết là được mạ vàng và dài với chiều dài là 46m và chiều cao là 15m thưa quý vị. Hầu như tuy nhiên đến đây đến ngôi chùa Wat Pho cũng như trong chánh điện này, tuy nhiên thấy có rất là nhiều khách du lịch nước ngoài, rất là nhiều nơi trên thế giới đến để chiêm ngưỡng một tượng Phật làm bằng vàng mà lớn nhất thế giới ngày hôm nay. Wat Pho thực là một ngôi chùa có tượng Phật cao nhất ở Thái Lan và được làm bằng vàng. Đây là một nơi tín ngưỡng mà người Thái nghĩ đó rất là linh thiêng. Thành ra khi mà đi đến vùng đất này và đặc biệt là đến khu chợ nổi ở Đâm Nen Sa Trúc thì đặc biệt khách du lịch phải ghé đến ngôi chùa này, vì ngôi chùa này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan.